Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một loại động cơ bước mini CNC và một cái module điều khiển động cơ bước mini CNC V2. Thì trên tay mình đây là bộ điều khiển động cơ bước mini CNC V2. Ở trên module thì có thể sử dụng remote hồng ngoại để điều khiển. Đây thì mình có thể sử dụng các phím button để điều khiển. Tiếp đến là cái động cơ bước mini CNC. Thì trên tay mình là cái động cơ bước mini CNC. Ở đây mình sẽ đo cho các bạn về cái kích thước của nó. Đây. Kích thước của nó đây. 24,8 chiều dày này, 17,4 chiều dài của nó này, 90 và cái vít me có thể chạm được 67 là cái vít me. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái module điều khiển động cơ bước mini V2 để điều khiển cái động cơ bước mini này. Thì cái dây này nó có chuẩn header luôn rồi, mình cắm vào đây. Đây, đây sử dụng jack nguồn nhé. Cấp nguồn 5V này, cấp đúng chiều dương âm nhé. Đây. Ở trên màn hình LED 7 thanh sẽ hiển thị về cái số từ 0 đến 9. Thì đây chính là cái tốc độ, tức là cái bước quay. Đây, mình có thể thay đổi này. Đấy, nhấn 1 này. Ở đây có thể là up down, là tiến lùi. Đây mình nhấn này. Đấy, thì động cơ bước đang dịch chuyển đấy. 2 này. 3 này. Lùi này. Đấy. Mình tăng cái này lên thì nó chạy nhanh hơn. Đấy. Cho lên 9 nhé. Đấy, cho là 10. Cho là 1 này. Lùi. Đấy, đang lùi đấy. Rất là chậm. Đấy, bây giờ mình sử dụng cái remote này để mình điều khiển nhé. Đây, remote này. 8 này. Tăng này, tiến này, tăng lên này, lùi này, tiến này. Cái remote này thì mình chỉ sử dụng được 4 phím thôi nhá. Tăng, giảm này, hạ này. Đấy, rất là chậm. Vừa rồi thì nhóm review vừa mới giới thiệu với các bạn về cái module điều khiển động cơ bước mini CNC V2, cùng với đấy là cái động cơ bước mini CNC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm.